Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Lotter Z, mình là Duy View. Bên cạnh mình đây là một chiếc Acer ZenBook. Anh em có đoán được mã là gì không? Đây là chiếc Acer ZenBook với mã UM425, sử dụng CPU AMD 5000 series. Và đây là một trong những mẫu Ultrabook đầu tiên sở hữu CPU AMD thế hệ 5000. Và với mức giá cụ thể chiếc máy này vào khoảng 19 đến 20 triệu thì chiếc UM425 này có những cái điểm gì nổi bật và vượt trội so với tầm tiền? Nếu mà so với cả UM433 hay là Q407EQ trong cái tầm tiền này, vậy thì chiếc UM425 này có những điểm gì nổi bật? Hay là anh em sẽ một câu hỏi nữa là CPU AMD thế hệ 5000 series này có sức mạnh ra sao? Và cuối cùng quan trọng nhất là chiếc máy này có đáng mua ở mức giá 19 đến 20 triệu đồng hay không? Thì hãy cùng mình tìm hiểu về Acer ZenBook UM425 trong video ngày hôm nay nhé. Và nếu anh em đang muốn tham khảo mẫu ZenBook UM425 này, có thể tham khảo tại cửa Laptop Z với mã giảm giá Z300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Và bây giờ thì hãy cùng mình tìm hiểu về chiếc Acer ZenBook UM425 này nhé. Điểm đặc biệt nhất của chiếc Acer ZenBook UM425 này đó chính là về cấu hình. Đây là một trong những chiếc máy Ultrabook đầu tiên mình được sử dụng cấu hình AMD 5000 series với mã cụ thể của CPU này là Ryzen 5 5500U với RAM 8GB dual channel được hàn chết trên chiếc máy này luôn. Đấy, anh em nào có nhu cầu nâng cấp RAM thì chiếc máy này đã bị hàn chết rồi nhá. Ngoài ra thì cái CPU này ấy có 6x12 luồng, nghĩa là sẽ được cải thiện số luồng gấp đôi so với cả Ryzen 5 4500U trước đây. Ryzen 5 4500U trước đây sẽ có số nhân số luồng là khoảng 6x6 luồng, thì năm nay đã được thành 6x12 luồng rồi. Về xung nhịp thì vẫn sẽ được giữ nguyên so với phiên bản năm trước là 4.0GHz ở cái turbo boost khá là cao. Thêm vào đó thì cái điểm đặc biệt nhất của CPU năm nay theo thông số giấy tờ là về GPU. GPU vẫn là các đồ họa onboard Vega 6 nhưng được cải thiện hơn về xung nhịp và nhiều nhân GPU hơn. Cụ thể là cái CPU này sẽ có 7 nhân đồ họa. Ở năm trước 4500U sẽ có 6 nhân. Thêm vào đó chúng ta sẽ được tăng xung nhịp 300MHz với R5 4500U. Vậy thì xét qua về thông số giấy tờ thì các đồ họa Vega bây giờ đã mạnh hơn rồi, nghĩa là cái trải nghiệm chơi game của chúng ta sẽ tốt hơn trước đây. Vậy thì thực tế ra sao? Có một điều mà anh em cần phải lưu ý về cái CPU này là CPU này vẫn sử dụng kiến trúc Gen 2 như cũ, nghĩa là nó vẫn sẽ có kiến trúc CPU giống hệt với cả R5 4500U. Thế nên là cái điểm benchmark khi mà mình benchmark qua Cinebench R20 với điểm đa nhân là khoảng 2432 điểm và cái điểm đơn nhân là khoảng 457 điểm. Nếu so với cả Ryzen 5 4500U ấy thì nó chỉ chênh lệch lên khoảng 10-20% thôi. Theo mình đánh giá thì đây cũng không phải là một số điểm quá ấn tượng với cả một CPU AMD 5000 series mà đã được cải thiện thêm về số nhân số luồng như vậy mà điểm đa nhân ấy nó vẫn không được cải thiện ra lắm. Nhưng không sao. Cái việc chơi game trên chiếc máy này hay là việc làm việc trên chiếc máy này là mình rất là hài lòng. Với 19 triệu đi, bạn có một chiếc máy có thể lướt web, văn phòng, giải trí rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Mình bật video YouTube 4K, xem phim rất là vô tư, cái đấy thì không phải nói rồi. Về chơi game đi, một tựa game rất là cơ bản hiện nay là LOL. Mình chơi ở map ARAM, cái FPS của chiếc máy này lên lúc nào cũng trên 60. Không bao giờ nó tụt dưới 60 luôn, kể cả lúc mà hiệu ứng nó nặng nhất. Đây là một trong những hiệu năng rất ấn tượng của một chiếc Ultrabook mà trước đây. Mà với những tựa game như kiểu LOL mà map RAM ấy, nó sẽ xuống dưới 60 là chuyện bình thường. Nhưng mà chiếc máy này trong cả một quán game, mình không bao giờ thấy xuống. Và có thể nói là cái việc cải thiện về hiệu năng của GPU trên AMD 5000 series năm nay đã có thực sự hữu dụng. Thêm vào đó thì nhiệt độ của máy trong quá trình hoạt động thì mình thấy rất là mát mẻ. Cùng lắm thì nhiệt độ chỉ lên đến 70 độ C thôi. Một chiếc Ultrabook thì nó không tỏa quá nhiều nhiệt nên đây cũng không phải là vấn đề quá lớn. Tổng kết lại về cấu hình của năm nay ấy, thì hiệu năng đã được cải thiện rất là nhiều. Mặc dù là về điểm multicore hay là điểm thông số giấy tờ nó không phải là quá vượt trội, được cái là bây giờ chơi game tốt hơn. Bây giờ có thời lượng pin thì mình đã sử dụng chiếc ZenBook này được khoảng 1 tuần rồi. Thì mình thấy là thời lượng pin chiếc máy này nó rơi vào khoảng 5 tiếng rưỡi đến 6 tiếng nếu mà mình cả làm việc cả chơi game nhá. Còn nếu chỉ làm việc không thôi, nghĩa là lướt web, xem YouTube xong rồi là gõ văn bản thì nó lên được khoảng 8 tiếng với một chiếc Ultrabook với mức giá 20 triệu. Thực sự đây là một điểm mình rất ấn tượng nhá. 8 tiếng là 8 tiếng thật ấy, không phải là 8 tiếng quảng cáo như là hãng đâu. Thêm vào đó thì dưới 20 triệu tổng kết lại, nói chung là chúng ta có một chiếc máy pin trâu, hiệu năng tốt, thời lượng pin khủng. Có rất là nhiều thứ để chúng ta để ý với một chiếc Ultrabook ở năm 2020 sử dụng AMD 5000 series. Vậy thì quay lại một chút về thiết kế bên ngoài của chiếc máy này đi. Về hiệu năng thì đã được cải thiện rồi, vậy thì thiết kế bên ngoài chiếc Acer ZenBook này thì sao? Theo mình thấy đây là một trong những thay đổi rất là tích cực của những dòng Acer ZenBook.
Đầu tiên là mặt lưng, chúng ta có một cái mặt lưng hình tròn đồng tâm. Logo Asus thì đã không được đặt ở giữa nữa mà được đặt lệch sang bên trái một chút. Cùng với đó là chúng ta vẫn có bản lề Egolith. Đây là một trong những cái signature của hãng, một cái đặc trưng của hãng. Thêm vào đó thì ở bên trong chúng ta vẫn có một cái viền màn hình mỏng ở ba cạnh. Viền dưới sẽ hơi dày một chút chút thôi, nhưng cái bản lề Egolith này nó đã ăn bớt được một chút so với cả cái viền màn hình ở dưới. Thêm vào đó thì vẫn có đủ webcam và micro thoại. Webcam này sẽ hỗ trợ cho anh em nào mà có nhu cầu là mở khóa khuôn mặt ấy, thì webcam này mình thấy là nó cũng khá là nhạy. Thêm vào đó thì ở dưới chúng ta sẽ có một cái bàn phím loại bình thường thôi, không phải loại full size. Cuối cùng là một cái touchpad với cái tính năng là anh em có thể mở cái phím gì nhỉ, Napad này lên anh em nhập liệu. Cái này thì mình không sử dụng nhiều lắm nhưng mà với nhiều người sẽ sử dụng khá là nhiều. Về thiết kế thì cái phần mặt dưới năm nay nó không có cái đường kim loại như là chiếc UM425 hay là chiếc ZenBook Q47Q nữa, mà nó có mỗi cái phần là kim loại ở đây thôi, không có điểm gì họa tiết gì nổi bật cả. Với mình thì thấy nó làm cho thiết kế chiếc máy này nó thanh thoát và liền mạch hơn. Còn với nhiều người, người ta sẽ thích cái giải màu vàng đồng ở trước đây của chiếc UM433. Tổng kết lại về thiết kế thì năm nay hãng không có thay đổi gì quá là nhiều cả. Chúng ta vẫn có một chiếc máy làm từ nhôm, cân nặng thì rất là nhẹ nhàng, anh em có thể thấy là mình nâng bằng một tay. Cùng với đó là chiếc máy này được cắt CNC diamond cut rất là đẹp, xung quanh nhìn rất là slick. Với số tiền khoảng là 20 triệu mà có một chiếc máy thiết kế đẹp này thì thực sự là rất là đáng mua. Vậy thì thiết kế bên ngoài là tổng quan là khá là đầy đủ rồi đấy. Một chút qua về cổng kết nối. Mặc dù là một chiếc Ultrabook mỏng nhẹ nhưng mà Asus vẫn trang bị chúng ta khá đầy đủ cổng kết nối. Ở bên cạnh trái chúng ta có HDMI, hai cổng USB-C, một cổng thì là một cổng sạc. Anh em nào có thể sạc cả hai cổng thì đều được. Có thể truyền dữ liệu nhưng mà không phải Thunderbolt 3. Ở bên cạnh phải chúng ta sẽ có một cổng là USB-A, một khe thẻ microSD và một đèn báo trạng thái. Mình thấy là mặc dù hãng đã làm máy mỏng đi rồi nhưng mà chúng ta vẫn có một cổng USB-A nữa thì đây cũng là một điểm khá là ăn tiền. Và cuối cùng là cái việc cổng kết nối của máy được bổ sung thêm một cổng Type-C nữa sẽ tiện cho anh em nào có nhu cầu truyền dữ liệu nhanh, thì đây cũng là một trong những cái giao thức cổng kết nối rất là quan trọng. Lúc nãy qua thì mình đã nói về tỷ lệ màn hình trên chiếc máy này, nó chiếm khá là nhiều cái diện tích ở phần trên. Cái cảm giác sử dụng về màn hình này rất là tốt. Và một điểm nữa là với 20 triệu chúng ta sở hữu một chiếc màn hình chất lượng rất là tốt, thật sự rất là tốt. Chúng ta có màn hình Full HD IPS, có phổ màu 95% sRGB, 75% Adobe RGB, tương phản 1001:1 và Delta E chỉ là 0.93. Nhưng điểm đáng tiếc nhất trên màn hình này lại là độ sáng. Độ sáng của màn hình này là 267 nit. Theo mình đánh giá là cái độ sáng này nó nằm ở mức trung bình, nó không phải là quá sáng nhưng mà nó cũng không phải đến mức quá tối. Nhưng để đặt với cả những cái đối thủ xung quanh như là IdeaPad Slim 7, IdeaPad 5 hay là những dòng Asus ZenBook cùng với cả thương hiệu thì rõ ràng là màn hình 267 nit này nó là hơi tối. Với cá nhân mình sử dụng trong môi trường ở trong nhà thì rất là đủ, nhưng nếu ở môi trường ngoài trời thì đây sẽ là một cái độ sáng nó hơi bị yếu một chút. Cuối cùng là về bàn phím thì cái bàn phím và touchpad của chiếc máy này ấy, thì mình thấy là nó được thay đổi một cách khá là tích cực. Đầu tiên là cái layout của phím nó làm hợp lý hơn rồi. Cái layout, cái phím shift bên phải ấy, họ làm dài ra hơn. Thế nên là trải nghiệm mình gõ nó rất là chính xác. Phím backspace hay phím enter họ làm khá là dài. Cùng với đó là những cái phím function như là phím home, back up, back down họ cũng làm to hơn. Mình gõ rất là dễ. Ngoại trừ phím điều hướng ra họ làm vẫn hơi nhỏ. Có một điểm trừ trong cái bàn phím này là về cái phím nguồn. Họ vẫn tích hợp ở trong cái phần khuôn bàn phím luôn. Thế nên là bạn nào có thể là ấn nhầm ấy thì sẽ gây ra cái trải nghiệm là không thực sự tốt cho lắm. Bù lại thì bàn phím này có hành trình nó vừa đủ sâu với một chiếc Ultrabook. Nó có độ nảy và cùng với đó là đèn nền màu trắng. Thì đây cũng là một trong những cái trang bị phải gọi là tương đối đáng tiền. Nói về touchpad của máy đi. Touchpad của máy thì là một trong những cái touchpad mình ưng nhất trong tầm giá 20 triệu. 20 triệu là một trong những cái thị trường béo bở của một chiếc Ultrabook ở phân khúc cận cao cấp. Thế nên touchpad của chiếc máy này được phủ kính, tracking tốt. Đấy, bóc siêu cho anh em xem nhé. Tracking tốt, đa điểm thì cũng rõ ràng. Nếu anh em nào có nhu cầu là bấm phím số thì cũng có thể bấm được luôn. Nhưng mà thực sự mà nói cái phím bấm số này nó cũng không thực sự hơi tiện cho lắm. Cảm giác gõ nó không được thật. Thế nên là cái này thì mình nghĩ là để trang trí thôi, chứ với cá nhân mình thì mình sẽ không sử dụng đâu. Cuối cùng là về loa. Loa của những chiếc Asus ZenBook dạo gần đây đã được trang bị Harman Kardon rồi. Nhưng mà không biết tại sao, đây, chiếc máy này có dập logo in Harman Kardon luôn. Cái trải nghiệm nghe trên chiếc loa này thì mình nói có thể gọi là mức chấp nhận được.
Giải mid, giải treble nó được đẩy lên tương đối tốt, nhưng mà giải bass thì gần như là không có, tại vì chiếc máy này nó nhỏ quá mà, nó không có thể nhét một cái loa sub ở đây để có một cái trải nghiệm âm trầm tốt nhất được. Và ở mức học tập, ở mức nghe thì mình thấy là nó đủ, nhưng mà ở mức nghe nhạc để sập sình một chút thì cái loa này nó hơi thiếu. Và đó là tất cả những gì về chiếc Asus ZenBook UM425. Với 20 triệu các bạn sở hữu một chiếc máy thiết kế đẹp, mỏng nhẹ, có tính di động tốt. Cùng với đó là chiếc máy này có một cấu hình mạnh mẽ được update lên AMD 5000 series. Đây là một trong những chiếc máy mà mình thấy là phù hợp với anh em nào có nhu cầu học tập, chơi game, làm việc, giải trí ở mức cơ bản, nhẹ nhàng. Chúng ta có thể có một trải nghiệm chơi game khá là tốt trên chiếc máy này. Cùng với đó, đây là một trong những chiếc máy mà mình nghĩ là xứng đáng với tầm tiền 20 triệu anh em bỏ ra. Và với cá nhân mình thì mình cũng sẽ sở hữu một chiếc Asus UM425 này để làm việc và học tập, giải trí trong những một thời gian dài nữa. Và anh em nghĩ sao về chiếc UM425 này? Anh em hãy để ý kiến anh em dưới phần comment nhá. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Đừng quên like, subscribe, chia sẻ cho channel Laptop AZ và tham khảo mã giảm giá AZ300 ở dưới phần mô tả video. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye.